hiểu cuộc sống và công việc của một người công nhân vệ sinh môi trường. Thôi quen qua đi là cứ thế mà chê thôi. Anh đi lấy 99% rác. Đây mới khổ đấy, quần ăn. Cái chống xe đâu rồi? Trời, mày chống xe mình chưa bật lên hả? Trên. Nãy tưởng mình bật lên rồi chứ. Mới xuống vào mà Lâm nó ngã hả? Nhưng mà bây giờ đi đâu và sao lại còn một xe và... Dù anh đi làm gì? Nay mình đi chơi. Đi chơi ở đâu? Thì anh đi thích đi đâu? Chỗ nào mà gần thành phố mà mình chưa đi? Gần thành phố mà chưa đi. Miền Tây đã đi rồi. Miền Nam về cơ bản đa phần đã đi rồi. Hay mình đi Đà Lạt. Nhưng mà đi Đà Lạt vậy? Là chạy cả ngày đúng không? Ừ. Đi chỗ nào gần gần đỡ tốn xăng. Đi coi phim. Đâu? Coi phim. Coi phim hả? Đâu có bạn gái đâu mà đi coi phim. Cần gì phải có bạn gái mình coi phim chứ có coi bạn gái đâu. Hay được con trai. Hơi nó không đúng mẹ. Nó có cái gì đó không ổn. Hai bạn quyết định đi đâu chưa? Chưa biết. Chương trình sẽ cho hai người đi du lịch Đại Nam. Đại Nam ở đâu mấy? Ở Bình Dương. Bình Dương. Nhưng mà mày đã đi cái đó, cái chỗ đó bao giờ chưa? Chưa hả? Đi không? Ừ rồi. Đi Đại Nam. Bắt ai lại. Thì chương trình có một nhiệm vụ cho các bạn. Hoài vậy. Trời ơi, viết nhiều thế nhỉ. Tôi tên là Hồ Minh Lợi. Địa chỉ 18 Bix 22 Nguyễn Thị Minh Khai. Sáng nay tôi tập thể dục công viên thì bắt được một con thú lạ. Tôi không biết nó là con gì. Mà nghi là hậu duệ của loài khủng long còn sót lại. Nó có răng nhọn, móng vuốt, có bẫy trên lưng và rất hung dữ. Cắn người. Nhờ chương trình giúp tôi xử lý nó giùm. Vì tôi không biết bây giờ làm sao. Xử lý kêu gì mấy. Mà cái này nghe chỉ nghe là biết là ghê gớm rồi. Thì tự nhiên xử lý con này là làm sao? Nhưng mà xử lý là không chắc. Tại là sao? Bỏ lên chảo chiên xào nướng rồi bày ra dĩa. Nhưng mà bây giờ giảm Minh Khai hả? Ừ rồi thôi ra đó đi. Trời ơi. Hay quá, quá hay luôn. Một cái. Nhưng mà rốt cuộc con đó là con gì? Không biết nó gọi là gì. Con rông á. Ở Phan Thiết nó có mấy con như thế mà nó chạy trên cát thế. Người ta bắt rồi nướng, rồi xào, rồi ăn đấy. Nghe như thế. Nhưng mà mấy con đó đâu có giữ. Chứ bây giờ người ta biết là cái con này nó rất là hung dữ hay sao? Mày cắn người, cái gì mà vừa hung dữ mà vừa cắn người mà vừa có móng vuốt nữa. Không biết mày, chắc là phải lấy cái dây mà buộc cái mồm của nó. Không cho nó cắn mày nữa. Ai sẽ là người buộc mồm nó lại? Chắc là phải nhờ người ta. Xử lý thì chắc là thả nó giờ đi thôi chứ. Thả nó đi thì nó cắn người ta. Mày kệ nó. Nó cắn ai là chuyện của nó, mình đâu liên quan. Thiệt tình đi qua đây bao nhiêu lần rồi bây giờ mới để ý cái số nó nhảy loạn xạ cỡ nào. Ủa đang số chẵn sao nhảy thành số lẻ rồi? 25 này. 20C này, 21B này. Rồi thôi số loạn xạ rồi. 1Y. Dừng lại. Chính xác cái chỗ 22 là chỗ nào mấy? 18 Bix 22. Là cái 22 nào? Nhưng mà cái nào cũng có cái gì đó thêm nữa. Đây là 22-1H. 22-1F. Dừng lại, đừng xoay nữa trời ơi. Xoay vòng. Thì mình chỉ có thể làm như thế thôi. Chào chú. Không chào.
Không sao à. Đưa 500 ngàn thì mới trả. Mày cái gì tự nhiên. Mày có 500 ngàn tự nhiên. 500 ngàn mới trả. Dạ chú. Chú em 18 bis 22 Nguyễn Thị Minh Khai là. Dạ chú Lợi phải không? Đúng rồi. Ủa trời ơi, là... ăn ở đây chú bao nhiêu lần giờ mới biết là chú Lợi. Bây giờ cái con này á là bán 800 nghìn. Bán hả? Ủa? Bán nè. Bán chứ... cho chương trình này mà. Ủa? À thế à? Bán. Nhưng mà này, trong cái thứ này thì viết là phải gì? Xử lý cái con gì gì đó. Nhưng mà xử lý như thế nào chú? Nghe... Mặc nó ra bỏ vô bao đây, con này nó đây. Nhưng mà khoan chưa còn cái vụ bán là sao chứ? Bây giờ sao? Chương trình có trả tiền không? Không trả tiền là không quay luôn nha. Không cho bắt. Ủa vậy hả? Ờ, 500 nghìn. Ủa đâu có ai nói tới vụ là phải mua đâu. Nhưng mà này, chú đã viết là chú nhờ chú cháu xử lý cái con đó. Ghi trong thư ghi là nhờ mà. Chứ không phải là định bán cho mình đâu. Tôi đâu có viết đâu, cái chữ này không qua chữ của tôi. À. À, ai mạo danh đó chứ tôi bán, con này là tôi bán mà. À thế à. Tôi đăng lên mạng. Nhưng mà con này là con gì chú? Con rồng Komodo, con rồng con. Con này con gì? Nãy chú nói là con gì? Rồng con gì đó. Trời chú, để coi. Indo rồng Komodo hả? Ủa mà phải nó không? Con này sao nhìn không giống lắm. Nhưng mà xử lý thế nào mấy? Đâu có biết là làm gì về nó đâu. Nhưng mà cái quái quỷ thế nào mà rồng ở Indo lại lon thang ở Việt Nam? Cả sâu nhỏ như thế này này, Adidas không thích rồi. Con này nó còn ghê hơn. Rồng Komodo là loài thằn lằn lớn nhất thế giới, vẫn còn sống với chiều dài trung bình từ 2 tới 3 mét. Đó, thì anh đi nói đấy. Sống trên một số đảo ở Indonesia, là loài ăn thịt. Chúng ăn cả xương, kể cả xương động vật lớn như trâu. Một nhát cắn có thể truyền chất kịch độc vào cơ thể con mồi và nước dãi có sẵn nhiều vi khuẩn làm con mồi dễ nhiễm trùng đấy. Sức mạnh bộ hàm cùng với độc tính nước dãi sẽ giết chết con mồi dù đó là trâu mộng. Đó, thấy chưa? Ủa mà khoan, 2-3 mét mà con này đâu có tới 2-3 mét. Cái loại 2-3 mét ấy, nó có thể giết con trâu. Cái này là đủ để giết mình rồi. Lưỡi của nó dài như thế mà nó cứ như thế này này. Giống lưỡi rắn hả? Ừ. Đây. Đặc điểm sinh học chỉ cho phép rồng Komodo sinh sống tại Indonesia, nên chúng ta không thể tìm loài động vật quý giá này ở bất kỳ nơi nào trên trái đất. Ừ. Thế nó tất nhiên là không phải cái con này đâu. Đó. Vậy túm lại nó là con gì? Chưa biết nó là con gì. Dạ. Dám bắt con này không? Chú giỡn hai đứa thôi chứ còn hay là cho hai đứa bắt nó để băng thả về thiên nhiên. Vâng, nhưng mà bắt làm sao mà bắt được, nó ghê gớm như thế. Mở cửa ra rồi bắt, chú bắt được thì hai đứa bắt được chứ. Vậy thôi bây giờ dày đi ha. Mày cầm cái bao đi bắt con đó bỏ no, vô. No, mày. Rồi đó. Phân công rồi mày đi. Phân công gì mà phân công? Thì mày cầm bao cho mày không, cầm bao. Không. Tay của mày dài hơn. Tay đi khỏe hơn. Mày nhớ cái lúc mà mình bắt cá sấu không? Như sao? Cái cá sấu con ấy. Ừ. Mày bắt nhanh hơn. Ở nhẹ đây. Nhẹ mà. Ở nhẹ mà. Mày mà. Mày ơi. Chụp lên, nắm luôn. Đây mày, sẽ để cái bao như thế này này. À, mày hiểu không? Ừ. Như lên. Thế này đấy. Rồi dụ nó nhắc chạy cái này vô, lên, nó chạy vào. Ừ. Cuốn này. Nhưng mà nó có cắn mình không? Thì nếu mà nó vào cái này thì làm sao mà cắn nữa? Kiếm găng tay đeo vào đi. Kiếm cái găng tay đeo vào cho đỡ độc. Chuyện càng ngày càng vui rồi đó. Ờ. Hình như lâu rồi mình chưa giặt cái đồ này. Đây, nó còn mùi trứng luôn. Sao hôm trước đi quay về mà mày không bỏ cái đó để người ta giặt cho mày? À. Thôi này đừng gọc, lát nó không lấy gì cả. Rồi. Mình sẽ kéo nó lên thì nó phải thấp ở dưới. Nhưng mà nó phải như thế này. Mày. À, ok.
Ok ok. Đấy. Quá. Ủa đâu, hình như đập bên nào nó chạy bên đó hay sao? Sao nó không chui ra lỗ này? Sao lại đi bảo là đường chọc giận nó? Đó. Kia. Kia. À, nó uống nước. Tôi mệt quá. Mày. Biết rồi. Đợi tí. Thì sao? Bỏ đi đâu vậy? À, rồi sao? Chế lên đầu nó đi. Dụ nó bằng nước rà đá. Nhưng mà mình đang thấy là nó có nước ở đây này. Thì nó đi theo cái nước. Phải không? Đây này. Cái con quỷ sao nó không chịu chui ra đây ta? Dính. Chờ xíu, lại kiếm cách khác nữa. Mày, nó ăn thịt chứ không phải là ăn rau đâu. Chọt nó để nó chạy qua bên kia. Chắc không? Qua bên kia. Sao chọt nó không chịu qua bên kia ta? Cái này mày vui đấy. Mày hình như cây này không hiệu quả cho lắm. À đi. Sao? À đi thò tay vô bắt đi. Mày biết rồi là Adi không sợ cá như mây, nhưng mà mấy con như thế này này là Adi không thích. Mà cực kỳ ghét luôn. Vậy bao giờ mới xong đi trời? Thì sao mấy không bỏ tay vào? Không thích mấy con này. Thì đó. Kiếm chỗ nào cao cao hơn đi. Nó đi đâu vậy? Cổng năng này mà. Hay là Adi làm nhà. Thử vậy coi, mình sẽ như thế này. Thử phát đi. Đâu bảo Adi làm mà. Adi làm gì mà Adi làm. Mày đã có sẵn như thế. Adi thì... nếu vậy thì cầm cái bao. Ok. Cầm luôn nè. Bình tĩnh nha con. Go. Này. Đó. Không tới được. Bắt đi. Không tới được, nó bị vướng. Kéo nó vào. Nó khỏe quá. Nó. Nắm cây cổ của nó ấy. Bắt cây cổ. Đó. Đó. Ờ. Ok, chặt vào nha. Đừng cắn, không có gì phải. Ok, chuẩn luôn. Rồi, lõm bao lại. Okay. Chèo chụp dập đầu bao. Kéo lên. Ôi, còn cái đuôi. Túm lại. Rồi. Cuốn vào ấy. Rồi. Cuốn lại. Gì vậy, Alan? Sao? Mày để mày giải quyết với cái cô bé này coi. Gì vậy con? Ừ, nhưng mà ông ngoại cho chú rồi. Ông ngoại cho chú thiệt mà. Chú mua rồi. Bây giờ kiếm chỗ nào thả nó ra? Hả? Nữa hả? Adi xử lý đi. Lên. Nhưng mà con này nó nên về giường ấy. Với các bạn của nó cho nó vui. Nó sẽ có bạn ấy. Nhưng mà ông ngoại cho chú mà. Đi kìm ông ngoại đó. Hồi nãy chương trình bảo mình đi Đại Nam đúng không? Ừ. Chỗ đó hình như có vườn thú. Mang con này tới đưa cho họ, họ sẽ nuôi giúp mình. Vậy đi. Đi. Nhưng mà bây giờ mình sắp tới chưa? Mà tự nhiên sao hôm nay mình không chạy xe máy? Thì hôm nay đi chơi thì mình đừng nên đi xe máy. Đã bảo là đi chơi mà còn bắt mình chạy xe máy giữa trời thế này. Với lại đi xe máy sẽ phải đổ xăng mà xe hết xăng rồi. Thì xe này không cần đổ xăng hả? Ờ, tại vì xe kia của anh quay phim chạy hết xăng rồi thôi cả. Ok. Cảm ơn anh quay phim nhiều. Cái khu du lịch Đại Nam đúng không? Đầu tiên là tới đó là mình phải đưa con này cho họ. Ừ. Đất cây phiếu mà là quà tặng từ Adi và mấy. Chắc thế. Rồi sao nữa? Sau đó mình chơi thôi. Nhưng mà bây giờ mình đến đây rồi sao? Rồi thì đến rồi thì mình tìm vườn thú rồi trả đưa họ, nhờ họ nuôi giùm con này. Mày có tiền để mua vé không? Không.